Ngày 5 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu có công văn số 4944 thông báo về việc không phong tỏa địa bàn thành phố Bạc Liêu. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh. Trước một số thông tin về việc phong tỏa toàn bộ địa bàn thành phố Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện nay, đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thì không có việc phong tỏa toàn địa bàn thành phố Bạc Liêu. Do đó, đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết. Đề nghị các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.